Các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa trong của Huawei i7 Pro được đặt ở phía dưới bảng main của máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa nghe gọi trên Huawei i7 Pro, lỗi hỏng, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc được lúc không, cần một địa chỉ thay mới loa trong của Huawei i7 Pro. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi đã ship phần loa trong đến tận địa chỉ hai yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền trên bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.